ở hạng cân 52 kg. Ở góc đài màu xanh, võ sĩ Như Quỳnh đến từ câu lạc bộ MMA Kick Fit Thanh Hóa. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, một đồng môn của Như Quỳnh cũng đã giành được chiến thắng. Năm phút thi đấu với các nữ võ sĩ ở trong trận đấu MMA sẽ là một hiệp đấu sẽ rất dài. Stephanie có chiều cao tốt hơn, xài tay tốt hơn. Tuy nhiên Như Quỳnh lại có lợi thế về tuổi tác. Vừa rồi là một đòn chính xác của Như Quỳnh. Cú đấm thẳng tay sau chính xác của võ sĩ góc đài xanh. Sự dè chừng đến từ cả hai. Cố gắng lâu kích và áp sát. Cần phải hết sức dè chừng với sải tay của Stephanie. Cú thách đào thành công. Cú thách đào thành công đến từ Như Quỳnh. Và bây giờ thì cô đang có lợi thế. Rất nhanh, Stephanie đã thoát ra. Cú đấm vòng chính xác của Stephanie. Ở hạng cân 52 kg nữ thì đã có nhiều nữ võ sĩ của chúng ta không thể tham gia thi đấu ở vòng đấu tứ kết. Chính vì vậy Stephanie tiếp tục có mặt dù rằng cô đã để thua ở vòng loại. Đó là lối đánh mà Như Quỳnh đã lựa chọn. Cú low kick, sau đó tung ra những cú punch. Đó là cách mà Như Quỳnh đang sử dụng ở trong hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu này. Ở vòng loại thì Tiffany đã để thua Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa bằng submission arm bar. Tiếp tục là một tình huống thách đào nữa của Như Quỳnh. Stephanie có quốc tịch Pháp và cô đang hoạt động tham gia tập luyện tại Việt Nam Top Team. Đây là câu lạc bộ võ thuật tương đối nổi tiếng ở Hà Nội. Đây là câu lạc bộ được đầu tư khá tốt và có chiều sâu với rất nhiều những bộ môn, trong đó có cả MMA. Người bạn rất thân của Stephanie là Nguyễn Văn Camus cũng tham gia Lion Championship 2022 năm nay. Và anh cũng đang góp mặt ở khu vực dành cho huấn luyện viên ở góc đài màu đỏ. Đó là một cú đấm thẳng tay sau chính xác của Như Quỳnh. Rất nhanh. Như Quỳnh đang có chiến thuật rất hợp lý. Đầu tiên là một cú low kick đánh lạc hướng và sau đó là một cú đấm thẳng tay sau. Không dưới 2 lần trong hiệp thi đấu thứ nhất, Như Quỳnh đã có điểm trong những tình huống tấn công như thế. Lợi thế về sải tay và chiều cao không giúp cho Stephanie chiếm được ưu thế trong trận đấu này. Tiếp tục là một tình huống thách đào nữa. Vấn đề làm gì tiếp theo sau khi thách đào được thành công? Như Quỳnh vẫn chưa triển khai được. Như Quỳnh vẫn đang di chuyển hết sức chủ động. Cô đang chờ đợi cơ hội. Trong khi đó thì Tiffany vẫn đang là người chờ đợi thời cơ. Mười giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc.
rằng là Như Quỳnh là người chiếm được ưu thế ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. 3 lần Như Quỳnh đã thách đào thành công cho đối phương. Và Nguyễn Văn Camille Michael. Sẽ vẫn tiếp tục là một hiệp đấu mà Như Quỳnh lựa chọn lối đánh quen thuộc của mình. Phần chân trái của Tiffany đã sưng tấy. Đó là hậu quả của những cú low kick chính xác đến từ Như Quỳnh. Vấn đề của Như Quỳnh là sau khi thách đào thành công, cô không triển khai được những đòn grappling. Cú đấu tinh chất. Và cuối cùng thì Tiffany đã có được chiến thắng bằng submission. Một chiến thắng submission. Một thế guillotine choke đã được tạo ra. Như Quỳnh đã phải tap out. Thật bất ngờ. Thật bất ngờ. Không ai nghĩ rằng Như Quỳnh có thể thua trong một tình huống như thế. Một tình huống mà Như Quỳnh đã bất cẩn. Cảm ơn võ sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh đã thi đấu vô cùng cống hiến và quyết tâm. Ngay bây giờ sẽ là những hình ảnh đẹp của trận tứ kết vừa rồi.